Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel Lời nói đầu tiên, thay mặt ekip Tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một lời chúc sức khỏe vững vàng Tuân thủ thật tốt giãn cách xã hội để chấm dứt dịch bệnh Và sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi có nội dung như sau Kính thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật Và gửi đến quý vị thông tin về Tổng có Long Bình Kính thưa quý vị sau khi sự vụ bảy thanh niên đột nhập vào kho vũ khí Long Bình vào tối ngày hôm qua mà chúng tôi đã đưa tin vào sáng ngày hôm nay thì vào đúng 2 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, chúng tôi vừa nhận được nguồn tin báo về không thể nào vui mừng hơn, đó là việc ông Joe Biden tiếp tục điều thêm 20 chuyên gia cao thủ gỡ mật khẩu nữa đến Việt Nam để hỗ trợ. Được biết, khi vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay, 20 chuyên gia này sẽ cất chuyến bay từ sân bay quốc tế Washington. Sân bay này được đặt theo tên của John Foster, Dosolet là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Eisenhower từ năm 1953 đến năm 1959, tức là có trước cả tổng kho Long Bình của Việt Nam, chúng ta sân bay được mở cửa đón khách vào ngày 17 tháng 11 năm 1962 tại Dulles Vega. Sân bay quốc tế Washington Dulles là một cảng hàng không hàng đầu nằm ở khu vực Đại Tây Dương và phục vụ cả một khu vực có lưu vực lớn dọc theo bờ biển Đông. Hàng năm, Washington Dulles xử lý hơn 280 tấn hàng hóa được vận chuyển từ 38 hàng không, kết nối hơn 50 điểm trên quốc tế và 80 điểm trong nước. Sân bay được kết nối với tất cả các thành phố lớn của Hoa Kỳ và trở thành sân bay chính tại thủ đô với số lượng hàng hóa hàng không quốc tế ngày càng tăng. Kính thưa quý vị, quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay, được biết 20 chuyên gia cao thủ này đã dự kiến sẽ đáp xuống đến sân bay nội bài vào khoảng 5 giờ sáng ngày mai và sẽ có chuyến thăm mật là Nguyễn Xuân Phúc để họp cũng như đưa ra những biện pháp và chiến lược mới trong việc mở tổng kho vũ khí Long Bình này. Sau đó, họ sẽ có chuyến bay nội địa trong vài giờ để đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh để di chuyển đến tổng kho Long Bình. Với động thái hiện tại của tổng thống Joe Biden cho thấy, ông đang rất quyết tâm giúp Việt Nam nhanh chóng thực hiện mở tổng kho vũ khí này để nhờ người bạn Việt Nam giữ hộ ông trong 4 năm nếu đúng. Như những lời đồn thổi gần đây của các hãng truyền thông nước ngoài cũng như các ông lớn công nghệ đã công bố, còn nếu mà ông lật ngược được thế cờ vào 4 năm tới đi chăng nữa thì sẽ lại càng tốt hơn nữa. Các bạn có biết vì sao không? Nếu như ông Donald Trump lật ngược được tình thế và tái đắc cử lần sắp tới thì tổng kho vũ khí Long Bình này sẽ hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Bởi khi đưa 10 chuyên gia cao thủ đến kho này, vào lần trước ông đã ký một bàn mật ước với Việt Nam. Bàn mật ước này có ghi rõ một điều khoản như sau. Ông sẽ giúp Việt Nam mở tổng kho Long Bình này và sẽ đưa Việt Nam số tiền là 15 triệu đô la chi phí thuê giữ dùng họ vũ khí này trong vòng 4 năm, tức đến năm 2024. Trong thời gian này, Việt Nam hoàn toàn có thể khám phá toàn bộ kho vũ khí này nhưng không được phép sử dụng. Ngoài ra, nếu trong trường hợp ông tái đắc cử nhiệm kỳ và lật ngược thế cờ trong 4 năm tới, thì Việt Nam sẽ nhận được số tiền là 30 triệu đô la, tức là gấp đôi số tiền mà ông nhờ Việt Nam giữ dùng trong 4 năm và toàn bộ tổng kho vũ khí Long Bình này đều nằm trong tay của Việt Nam ta. Đó là một phần thưởng chia vui đối với Việt Nam ta nếu như ông có thể đắc cử và một phần ông không muốn ông Joe Biden có thể nắm kho vũ khí này vì ông này có nhiều đồn thổi là đi đêm với Trung Quốc nên việc ông ta nắm trong tay tổng kho Long Bình sẽ là điều hết sức nguy hiểm khi đó sự an nghi của thế giới có lẽ sẽ sụp đổ và làm nô lệ cho Trung Cộng. Kính thưa quý vị, cách đây 2 ngày, 10 chuyên gia mật khẩu của Mỹ đến Việt Nam để mở khóa cho kho vũ khí hàng nặng ở Lâm Đồng. Theo luật pháp của Mỹ quy định về thời hạn bảo mật thông tin quốc gia phải mất từ 30 đến 40 năm mới được công bố công khai. Điều mà mọi người bàn tán, suy đoán về một kho vũ khí được Mỹ xây dựng từ giữa những năm 1965, Thái còn gọi là tổng kho Long Bình. Ngoài ra còn có một kho nữa mà mọi người ít biết đến vì tính bảo mật của người Mỹ, cả Việt Nam cũng nhiều lần đàm phán để Mỹ cung cấp mật khẩu và có thể mở được cánh cửa của hai kho này, nhưng Mỹ đã từ chối cung cấp. Mới đây, Trung Quốc và Campuchia đã ký mật ước Bắc Kinh khiến cho Mỹ đã chấp nhận cung cấp cho Việt Nam bản đồ và mật khẩu để mở hai kho này và không muốn ông Joe Biden sở hữu. Kho thứ nhất là tổng kho Long Bình, là một kho vũ khí nằm ở bên Hòa Đồng Nai. Kho Long Bình có diện tích khoảng 24 km vuông, nằm cách Sài Gòn khoảng 20 km về phía đông và cách thành phố Biên Hòa khoảng 7 km. Tổng kho Long Bình là nơi đặt bộ tư lệnh giá chiến và bộ tư lệnh hậu cần số 1 của Mỹ. Nơi đây cũng là kho vũ khí đàn dược lớn nhất của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tổng kho Long Bình được xây dựng để phòng thủ một cách rất chặt chẽ. Xung quanh được bao bọc từ bảy rào kém gai kết hợp với gài mìn và lựu đạn. Những lô cốt đặt cách nhau khoảng từ 30 đến 40 mét. Chúng nằm cách lớp rào cuối cùng từ 40 đến 50 mét. Rất nhiều tuyến rào nối lại các lô cốt đựng đi, nối lại ngắn dọc hai bên đường, đều rải hàng, đều rải hàng rào kép gai, hàng rào kém gai ở bên trong. Trong tổng kho có hai kho, trong tổng kho có hai khu kho quan trọng là khu kho đổi 50 và đổi 53. Khu kho đổi 53 có diện tích rộng 3,75 km vuông, có 18 giấy nhà với khoảng 200 gian kho được chia làm 3 khu, mỗi khu có 6 giấy, mỗi giấy cách nhau khoảng 100 m và khoảng cách của những kho này là cách nhau 60 m. Nhà kho xây dựng hình khối chữ nhật, cửa thép có khóa và những cục đất dày từ 4 đến 5 m ở xung quanh. Tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay cho biết chính phủ Mỹ đã đồng ý với bàn thỏa thuận cùng những chuyên gia bảo mật quân sự sang Việt Nam để trao cho Việt Nam toàn bộ sơ đồ bản thiết kế tổng kho Long Bình và một kho vũ khí bí mật khác thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 70 km về hướng đông. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã từng nghe về tổng kho vũ khí Long Bình do Mỹ để lại năm 1975 ở Biên Hòa, nhưng chỉ được nghe thôi, chưa chưa biết đúng sai. Buổi sáng ngày hôm nay, khi thông tin này bị rò rỉ ra bên ngoài, một số tờ báo nước ngoài đã úp mở bí mật về tổng kho vũ khí Long Bình. Úp mở rằng Việt Nam ta có thể dựa vào bản đồ của Mỹ đưa cho để mở kho vũ khí này trong năm nay. Vì chính phủ Mỹ trao cho ta bí mật về kho vũ khí được tồn tại dưới lòng đất đến nay bao nhiêu năm qua là có thật. Nhưng việc khai mở tổng kho vũ khí này thì không ai dám chắc chắn nó sẽ được khai quật vào thời điểm nào. Một lý do khác nữa là Việt Nam đang phải chờ đợi các chuyên gia đến từ Mỹ để đảm bảo tuyệt đối về sự an toàn. Việc đạt được thỏa thuận với Mỹ mới chỉ dựa trên lý thuyết, nó cách xa với thực tế. Khi đi vào khai mở tổng kho này, gần như được ví như một kho báu cổ, trùng trùng sự nguy hiểm, nhất là khi không ai mở đúng cách. Chúng ta sẽ trở lại với nhau về tổng kho vũ khí này ở phần bản tin sau. Trước tiên, chúng tôi muốn nói về kho vũ khí bí mật tại Lâm Đồng. Sự việc được tiết lộ bởi một người thợ săn ở tỉnh Lâm Đồng trong một lần đi săn đêm, ông ta đã vô tình phát hiện ra một kho vũ khí khi đuổi theo một con thú mà anh ta bắn bị thương. Khi đó, phát hiện một cánh cửa sắt lớn Lúc sau những bụi cây lớn um tùm tươi tốt, anh ta đã cố gắng phá bỏ các cánh cửa này bằng những viên đá nhưng vô vọng. Bản thân anh ta suy đoán rằng đây là một ngôi mộ cổ của tiền nhân và lẽ đương nhiên trong khu mộ cổ này sẽ chứa rất nhiều vàng bạc châu báu. Anh ta cũng biết từ lần sức mình là nếu chỉ có một mình anh ta thì kho báu này sẽ không được mở ra. Chính vì thế, anh ta đã quay về nhà và gọi thêm những người bạn, sau đó đi mua thuốc nổ TNT cùng với kim trọng lực, bố tả và một số dụng cụ khác để phá cánh cửa sắt. Khi nhóm thanh niên này đi vào rừng chuẩn bị kích nổ 5 kg thuốc nổ TNT thì công an và quân đội tỉnh Lâm Đồng ập tới can thiệp. Những người này đã bị bắt nhưng sau đó đã được thả ra sau hai ngày khi chính quyền xác nhận là họ không có tội. Theo những người dân tại tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại thời điểm vào tháng 7 năm 2019 cho đến nay, cánh cửa này vẫn được giữ nguyên, chưa khám phá. Nhờ có quân đội Việt Nam canh gác bảo mật, nhưng cũng có nhiều nguồn tin cho rằng phía quân đội Việt Nam đã cho thuốc nổ nổ tung cánh cửa sắt trong rừng sâu và lấy đi hàng chục tấn vàng mà kho báo bí mật đó. Tất cả các nguồn tin này đúng hay sai thì không ai rõ. Có một điều chắc chắn rằng nó đã được quân đội nó đã được quân đội tại Việt Nam bảo vệ một cách nghiêm ngặt khi họ phát hiện ra cánh cửa sắt cực khủng này. Vào buổi sáng ngày hôm nay, thông tin Mỹ và Việt Nam đạt thỏa thuận và trao đổi song phương về kho vũ khí Long Bình được lan truyền trong kho vũ khí bí mật tại Lâm Đồng mới là vấn đề cốt lõi trong bản thỏa thuận này. Theo nguồn tin tiết lộ mới nhất về kho vũ khí tại Lâm Đồng, rộng khoảng 800 mét vuông nhỏ hơn rất nhiều so với kho vũ khí Long Bình. Nhưng trong kho này chỉ chứa được duy nhất một loại vũ khí bí mật. Đó là các nguyên tố hóa học thử nghiệm để ra đầu đạn nguyên tử hạt nhân. Trong những năm còn hiện diện tại miền Nam Việt Nam, Mỹ đã đưa rất nhiều nhà khoa học tới đây để nghiên cứu các thành phần cấu tạo ra các loại bom nguyên tử và các đầu đạn tên lửa hạt nhân, các siêu thanh tố, các siêu thanh cho hạt nhân trong vũ trụ và tàu ngầm. Sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ, Mỹ đã nhiều lần chuyển kho vũ khí này về Mỹ nhưng không thành công. Năm 1986, sau khi cho một đội biệt kích đột nhập vào khu rừng tại tỉnh Lâm Đồng, Mỹ đã thất thủ vì bộ đội Việt Nam phát hiện ra và tiêu diệt gần hết. Nhưng lúc đó, Việt Nam chỉ nghĩ rằng Mỹ chỉ cứu các thành viên còn mắc kẹt lại trong các khu rừng nhiệt đới ở Việt Nam chứ không nghĩ rằng Mỹ chưa đặc vụ xâm nhập để vận chuyển các nguyên tố hóa học nguyên tử này đang còn nghiên cứu dở dàng. Cuối năm 1986, nhiều chuyến thâm nhập vào tỉnh Lâm Đồng thất bại. Mỹ chuyển hướng xây dựng một phòng thí nghiệm nhiệt hạch. Mỹ chuyển hướng xây dựng một phòng đồ sổ tại tương lũng Silicon là phần phía nam của vịnh San Francisco tại phía bắc California của Mỹ. Hiện nay Phòng thí nghiệm này vẫn đang hoạt động tích cực nghiên cứu nhưng thiếu hiệu quả vì thiếu nhiều các nguyên tố hóa học của các nhà khoa học của Mỹ và một số nhà khoa học của Israel hợp tác trong thời gian làm việc tại Lâm Đồng, Việt Nam. Cũng theo nguồn tin này tiết lộ, một phần lớn các nhà khoa học nghiên cứu thời kỳ trước năm 1975 đã mất số tuổi cao và các lý do khác nhau. Một số phần nguyên tử đã được nghiên cứu thành công nhất của các nhà khoa học tại Lâm Đồng là không thể thiếu trong việc nghiên cứu hạt nhân nguyên tử tại thung lũng Silicon nhưng các nhà khoa học trẻ hiện nay của Mỹ đã bó tay trong việc tìm ra các nguyên tố mới. Một trong 10 người chuyên về khóa bảo mật, cùng ai tấm bản đồ sẽ sang Việt Nam trong vài ngày tới để hợp tác cùng với quốc phòng Việt Nam. Mở những cánh cửa dưới tầng hầm bí mật cuối cùng, theo đồn đoán, các tầng hầm này nằm sâu dưới lòng đất của kho Long Bình, được ví như mê cung dưới lòng đất chứa đựng nhiều món đồ vật mà Việt Nam đang rất cần thiết. Hiện nay, còn hơn cả kho báu gia tài. Vấn đề này đã được chính phủ Việt Nam đàm phán với Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, cuối cùng, mọi nỗ lực đã thành công khi hoa kỳ đã cử các chuyên gia đến để giải mã những bí mật dưới sâu dưới lòng đất hàng chục năm qua nhưng đổi lại mỹ đã ra một điều kiện mà việt nam cần phải đáp ứng trong chiến tranh việt nam để phục vụ cho chiến lược chiến tranh cục bộ với cường độ ngày càng cao cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của việt quốc channel hãy bấm like share và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi chúng tôi xin chân thành cảm ơn